Bang bang, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Ngày hôm nay, ở trong video này thì Bang Bang Gaming muốn gửi đến cho tất cả các anh chị và các bạn một cái cập nhật rất là mới về tựa game là Herofy nha anh em. Thì hôm nay Bang Bang Gaming sẽ cập nhật những cái tính năng mới nhất trong Herofy nè, những cái sự kiện quan trọng trong thời gian sắp tới, và mong rằng những thông tin này có thể giúp được anh chị và bạn có những cái góc nhìn mới, những cái cạnh mới trong cái việc là đầu tư của chúng ta. Rồi, trước khi vào video này thì Bang Bang Gaming muốn gửi đến cho tất cả anh chị và bạn là những video Bang Bang Gaming á, hoặc là những cái thông tin chia sẻ, những cái news ở trên group Bang Bang Gaming và cũng như cộng đồng Bang Bang Gaming gửi đến cho tất cả anh chị và bạn, hãy xem nó như là thông tin, đừng có coi nó như là một lời khuyên đầu tư nha anh em. Đấy, vì đây là Bang Bang Gaming muốn cung cấp thông tin cho anh em và giúp, mong rằng khi mà anh em học được một điều gì đó hoặc là anh em nhận ra được một điều gì đó có thể là giúp được anh em hiểu rõ hơn về thị trường crypto này anh em nha. Rồi, đầu tiên trước khi vào cái video này thì Bang Bang Gaming á, mình cũng đã cập nhật cho anh em một số cái mà mình đã ghi ra đây, và mong rằng hôm nay sẽ có bốn cái đầu mục để giúp anh em có thể nhìn nhận rõ về cái con Herofy này cho anh em. Rồi, thứ nhất, cái sự kiện quan trọng nhất á, là đây là một cái sự kiện là xây dựng cái việc multiverse và gameplay của xung quanh cái Herofy này. Thứ hai nữa đó, là cập nhật về cái đồng Rofi là gì. Cái thứ ba á, là cái cách mà mua cái Rofi là như thế nào. Và cái thứ tư á, là sẽ cập nhật tình hình thị trường ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10 nha anh em. Rồi, ok, cái việc đầu tiên á, mình muốn đi vào ở đây á, thì mình muốn gửi đến cho tất cả anh chị và các bạn rằng cái mục đầu tiên đó là cái việc mà xây dựng một cái multiverse ở trên gameplay dựa trên cái con game Herofy này. Thì ở đây nghĩa là như thế nào ạ? Anh em cứ nghĩ tưởng tượng như vậy nè. Herofy sẽ không phải là một cái trò chơi độc lập nữa, mà họ sẽ xây dựng những cái multiverse ở xung quanh họ. Thì giống như là cái game Herofy sẽ có rất nhiều cái game khác, sẽ có một cái số tính năng, một cái số game khác có sẽ là liên kết, hoặc là một cái giống như một cái cầu nối giữa Herofy và cái game đó, và cái game những cái game mà xung quanh hệ sinh thái của Herofy anh em, thì cũng dùng đồng tiền của Herofy, những cái đồng Rofi để mà có thể là sử dụng cái game đó anh em. Đấy, và sẽ đây nè, ở đây mình có kể, sẽ mình có một cái bật mí cho anh em. Thì ở đây đó sẽ có những cái game nè thuộc Herofy Multiverse, thì và để tiếp cận và chơi được cái game này á, thì sẽ cần những cái NFT theo Hero của Herofy kết hợp với vé du hành vũ trụ á. NFT sắp tới sẽ ra đây. Thì cái này á, cái vé mà du hành vũ trụ này á, thì thời gian tới sẽ có cập nhật thông tin chi tiết hơn cho anh em. Nhưng anh em có thể hiểu rằng game Herofy này á, sẽ không còn là một game độc lập nữa, mà họ sẽ xây dựng một hệ sinh thái game Herofy. Thì xung quanh nó sẽ có nhiều cái game và sẽ dùng cái đồng token của cái Herofy này sẽ là token chính của cái game đó trong xuyên suốt thời gian mà trò chơi đã diễn ra. Thì trong cái Herofy Multiverse này á, thì đồng tiền token là cái đồng chính á, là cái đồng Rofi anh em. Nếu mà anh em nào đã đọc về cái white paper của game Herofy này rồi thì sẽ có hai đồng token. Một là token Heroes, anh em cũng đã biết rồi. Thì tới nữa mình sẽ cập nhật một số cái gọi là thông tin về con Heroes này. Cái thứ hai là token là Rofi. Rofi là token chính, giống như là token để thưởng ở trong game anh em. Thì tới nữa mình sẽ nói kỹ hơn về con Rofi này cho anh em một lần nữa, cơ chế nhận thưởng cũng coi như là cách sử dụng của con Rofi này như thế nào, anh em cùng xem tiếp nha. Rồi, và cái sắp tới đây á, vào cái tháng 11 này á, cái game đầu tiên gia nhập vào cái Herofy Multiverse này á, thì sẽ có một cái game, và game này cũng đã có game sẵn rồi, và tháng 11 này sẽ có bản testnet cho anh em. Thì game đó là game như thế nào thì chúng ta cùng chờ đợi trong tháng 11 nha. Thì đây là hết, chúng ta đã đi qua nửa đầu tháng 11 rồi. Thì nửa sau tháng 11 thì mình mong nửa đầu tháng 10 tháng 11 này. Tháng 11 này nó ra bản testnet là nghĩa là tháng sau anh em à. Và dự kiến tháng 12 sẽ public, gọi là cái một cái game bắt đầu sẽ ra chính thức anh em. Đấy, và trong Q4 anh em. Đó. Và cái người chơi mới á có thể là earn được cái đồng Rofi này từ Herofy và từ các game thuộc Herofy Multiverse này. Và cái đồng Rofi á sẽ trở thành đồng tiền duy nhất trong mọi thế giới của hệ sinh thái Herofy. Thì hồi nãy giờ mình
tóm gọn lại cho anh em nha. Trong tất cả 6 ý này nè, mình nói thì mình có thể là tổng hợp lại cho anh em này. Thì HeroFile sẽ là một cái game tạo ra một cái hệ sinh thái Multiverse. Và cái Multiverse này á, sẽ có nhiều game sẽ dùng cái đồng token của chính là cái đồng token là Rofi này, sẽ là token trả thưởng ở trong game, cũng là những lệnh như là những cái game á, muốn gia nhập cái hệ sinh thái của Multiverse của game file này á, game HeroFile này á, thì phải dùng cái đồng Rofi này sẽ là đồng token chính cũng như token để trả thưởng ở trong cái game đấy. Ok, đó là một cái tin tức cũng khá là tốt để có thể là thứ nhất á, có thể là gia tăng được cái lợi nhuận kinh doanh đó của cái con là của token Rofi cũng coi như hệ sinh thái HeroFi anh em nhá. Rồi cái thứ hai á, hôm nay cái ý đầu tiên là mình đã làm xong rồi. Vậy cái ý thứ hai á sẽ là gì ạ? Mình phải biết được cái đồng Rofi thật sự là gì và cái đồng Rofi này sẽ được trả thưởng như thế nào anh em. Thì ở đây mình có hai cái gạch đầu dòng cho anh em. Cái đồng Rofi này á, được quy ước là token sinh sản dựa trong cái tựa game là HeroFi. Ok, HeroFi là anh em đã quá hiểu rồi. Đấy, cái thứ hai nữa là mỗi ngày như vậy á, sẽ có 288.000 token Rofi này được sinh sản ra trong game. Và người chơi có thể kiếm được Rofi này từ các hoạt động, nhiệm vụ hàng ngày như là Daily Quest và qua các trận đấu PvP ở trong game. Thì mình sẽ làm rõ hơn cái phần này cho anh em nha. Đây, và mình có thể hiểu rằng cái đồng Rofi này anh em, đây, cái đồng Rofi này á, thì mỗi ngày như vậy á, sẽ có được sinh sản ra hàng ngày và nó không có một cái giới hạn, nhưng nó sẽ được gọi là mình phải được gọi được quản trị rất là chặt chẽ anh em ạ. Thì chặt chẽ thế nào thì mình cùng nhau tìm hiểu nha. Thì cái đồng Rofi này á, là token trả thưởng, như HeroS á, là token để gọi là điều hành trong game, nhưng mà cái token Rofi là token trả thưởng. Game này có hai token nha anh em. Rồi, và mỗi ngày như vậy nè, anh em có thể thấy nè, mỗi ngày như vậy á, sẽ có 288.000 cái đồng Rofi được sinh ra và để trả thưởng đều cho tất cả các nhân vật, những anh em chơi trong game đó. Và trong đó 40% nha, 40% cái đây nè, anh em có thể thấy nè, à đó, 40% cái lượng token này á, là giống như là sẽ được trả thưởng cho những anh em sự hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đó. Và 60% cái token trong game sẽ được gọi trả thưởng cho các sự kiện như là PvP, đi đánh giao tranh giữa người với người anh em à. Đấy, thì đây là cái gọi là một cái tùy vào những cấp tướng nè, những cấp tướng như vậy thì mình sẽ nhận được cái phần trăm tương ứng so với cái token Rofi này được sinh ra hàng ngày nha anh em. Thì cái đầu tiên á, mình muốn nói là cái token Rofi này á, ví dụ anh em có thể thấy nè, nếu mà token Rofi sẽ được 40% khi anh em làm nhiệm vụ hàng ngày và sẽ là 60% khi anh em đi đánh nhiệm vụ là PvP. Thì tương tự anh em có thể nhân là 288.000 nè anh em. Đây, 288 đúng không ạ? Nhân cho 0.4. Đó, thì là 115.200 đồng token Rofi này sẽ được trả cho tất cả các tướng gọi là đi làm nhiệm vụ hàng ngày anh em ạ. Đấy, thì nó được phân chia như sau. Ví dụ nha, anh em mình có thể ví dụ sau nè. Ví dụ bạn có một cái con nhân vật 6 sao. Bạn có một nhân vật 6 sao nha. Thì một ngày như vậy bạn có thể là lấy 288 nè, nhân 288.000 nhân 40%. Ví dụ bạn có nhân vật 6 sao nè thì bạn sẽ nhân 35%. Thì nhân cho 35% nha anh em, nhân cho 35%. Đó, sẽ là 40.320 đồng token này. Nhưng 40.320 đồng token này á, thì không phải là chỉ dành cho một nhân vật 6 sao đâu anh em, mà tổng cái 40.320 token này á, sẽ chia đều cho tất cả các tướng 6 sao trong toàn bộ cái game nha anh em. Nhưng với điều kiện là những tướng này phải đi làm nhiệm vụ. Còn nếu mà không làm nhiệm vụ á, thì anh em sẽ biết rằng là những cái đồng token này sẽ được burn đi, được đốt đi nếu mà tưởng đó không thực hiện là nhiệm vụ. Cái game này mục đích tạo ra là để người chơi bắt buộc phải chơi anh em. Đấy, mới có được nhiệm vụ, mới có tiền, chứ không phải là bạn sở hữu tướng là bạn đã có tiền nha anh em. Ok. Và cứ tương tự như vậy, nếu mà PvP cũng vậy, anh em cứ tưởng tượng là đấy, anh em cứ tưởng tượng nha. Khi mà PvP vậy sẽ được 60%. Và cứ mình cứ lấy là 288.000 nhân cho 60% này, với lại nhân cho cái phần trăm, ví dụ anh em có trong cái pool 1 sao
thì sẽ chắc chắn mùa sau á, mình nghĩ rằng sẽ có nhiều tướng hơn, mà tỷ lệ tướng á, có 4% thôi. Anh em chia đều ra tất cả các tướng mùa sau nè. Ví dụ anh em là 288.000 nhân cho 0,6 là đi đánh BBB. Rồi, anh em có tướng mùa sau, anh em nhân cho 0,04 nữa là 4% anh em. Đấy. Đó, và 6.912 này sẽ chia cho toàn bộ những tướng mùa sau. Đó, ví dụ là tướng một sao sẽ đông thì cái việc mà nhận thưởng của em sẽ ít đi, nhưng khi anh em mà nhận tướng, mình nghĩ rằng nhận từ anh em nào mà có tướng khoảng tầm 3 sao trở lên anh em, đấy từ 3 sao trở lên thì mình nghĩ rằng là cái việc nhận thưởng này á, cũng đã rất là nhiều rồi anh em. Đấy, giống như hồi nãy mình đã nói rồi, nhưng cho 0,4 rồi. Còn ví dụ anh em có tướng 6 sao thì chắc chắn đó là một cái phần thưởng rất là lớn rồi, vì cái việc cái lượng thứ nhất á, cái lượng người sở hữu tướng 6 sao nó ít. Cái thứ hai nữa là cái việc thưởng cho tướng số sao nó lại nhiều, thì suy ra thì cái việc mà anh em nhận thưởng càng nhiều khi anh em có nhiều tướng nhiều sao, đó liệu đương nhiên đúng không anh em? Đó, vậy thì cái đồng token Rofi này sẽ được thứ nhất là sẽ được gọi là quản trị như thế nào, và anh em có thể thấy là 60% thì khi mà vì sao ạ, vì cái token Rofi nữa ở trong game anh em phải dùng tất cả, ví dụ làm những cái giao dịch mua bán hay là gọi là nâng cấp nhân vật trong game, hay là muốn gọi là nâng cấp nhân vật trong game nè, hoặc là nâng cấp vũ khí trong game, hoặc là làm những cái nhiệm vụ trong game mua bán gì đó, thì token Rofi là token chính, và khi anh em phải thực hiện những giao dịch như vậy anh em phải mất cái phí, phí đó thì cũng bằng token Rofi luôn em. Thì token Rofi đó, ví dụ là khi mà anh em ví dụ mua bán cái con nhân vật đó, ví dụ được 10 đồng Rofi là tiền phí đi, thì là 6 đồng Rofi á thì đã đi đi đốt rồi. Đó, ví dụ 10 đồng Rofi anh làm phí thì 60% đó đã đi đốt rồi anh em, tương đương là 10 đồng thì còn 60% để đốt thì chỉ còn 4 đồng mà thôi. 1,8 đồng sẽ đưa cho cái đội dev của team nè. Đó. Và 0,2 đồng sẽ được chuyển về cái những cái Defensor của dự án, ở những người đầu tư tinh thần từ ban đầu anh em. Đó, 1 đồng á thì đưa cho là đội đội marketing, và 1 đồng á sẽ được đưa vào cái equity, và đưa vào cái thanh khoản của cái việc mà Rofi và BUSD nè anh em. Đó, đây là vì thế cái việc này quản trị cái token này cũng rất là chặt chẽ trong game mình. Như vậy thì mình muốn nói qua về token Rofi là gì, và cái thứ hai nữa là cách phân phối, cách reward cái giải thưởng ở trong game như thế nào, và cái đặc biệt hơn nữa là cái phần những cái phần nhận thưởng theo phần trăm, theo cái cấp sao của tướng nó cũng là có phần trăm, có phân chia nha anh em. Ok, nói tới đây thì không biết là anh em đã hiểu ý của mình chưa, nhưng nếu mà anh em còn thắc mắc gì á thì có thể comment, hoặc là anh em có thể join vào nha, join vào cái nhóm Telegram này nè, anh em cùng nhau trao đổi trong này anh em nhé. Rồi, đó là cái cập nhật thứ hai cho anh em về cái token Rofi thật sự là gì. Rồi, cái thứ ba, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là mua được những cái token Rofi, và cách mua như thế nào? Thứ nhất á, cái public sale của token Rofi này á, sẽ được vào cuối tháng này, thì mong rằng cái sự kiện vào cuối tháng này á, mình sẽ cập nhật cho anh em vào thời gian mua và niêm yết trên sàn nha anh em. Thì anh em hãy vô nhớ join vào cái trên channel Telegram, và hoặc là ở trên Bang Bang Gaming nè anh em. Anh em join vào nha. Join vào để mình có thể là cập nhật anh em tin tức được. Đấy, anh em join vào sẽ cập nhật tin tức hàng ngày luôn, mình sẽ để lại dưới phần mô tả. Thì những ai á thì cái token này khi mà niêm yết á, thì ai sẽ là được mua được cái vòng public sale của Rofi này. Đấy là mua trước khi mà bước lên sàn á, giống như là mua vòng IDO vậy anh em. Thì những cái người nào á mà những người mà sử gọi là sở hữu được những con Zenith Hero á, thì bạn mới là đặc quyền, sẽ được gọi là đặc quyền được mua được cái vòng public sale này. Và cái Zenith Hero là khi nào ạ? Khi anh em phải mở trứng anh em. Ok. Mình sẽ mở ra cho anh em hiểu nha. Đây, cái con Zenith Hero này á, Zenith Hero này anh em phải hiểu, anh em hiểu chứ? Zenith Hero này phải mở trứng anh em à. Đây, đây, khi anh em mở ra một con tướng này, mở cái trứng này ra thì anh em sẽ được nhận một con tướng, là từ giá của nó thì từ 100.000 cái đồng token Hero S này sẽ được mở ra được bộ con tướng từ 3 sao đến 6 sao nha anh em. Đấy, thì khi nào anh em sở hữu được một con tướng như vậy á,
thì anh em mới có được đặc quyền sẽ được mua cái đồng token này, Rofi này, ở cái giá là public sale, là giá tốt nhất ở anh em. Còn khi lên sàn thì không biết là sẽ bay bao nhiêu lần thì mình cũng chưa biết. Mỗi Zenith và mỗi cái Zenith Hero như vậy á, sẽ được tương ứng với cái số Rofi được chỉ định. Giống như là mình nghĩ rằng ở đây á là sao ạ? Cái giá của cái con Rofi nè và những cái đồng token của con Rofi này á, anh em sẽ được nhận khi nào ạ? Khi anh em sở hữu được những con Zenith Hero, và những con Zenith Hero này phải mở trứng, phải mua trứng này anh em mới đập ra. Thì mình tính sơ sơ một con token, anh em có thể và 100.000 cái đồng token này thì mở được một phần tưởng anh em nha. Đó thì tùy vào, mình nghĩ rằng tùy vào nhân vật 3 sao hoặc là 6 sao, hoặc là tùy thuộc vào anh em sở hữu được bao nhiêu con Zenith thì mình sẽ được cái token phân chia. Mình nghĩ là đây là phần trăm phân chia cho những anh em nào đang nắm giữ cái con Zenith Hero này anh em à. Đấy, mình nghĩ là như vậy nha anh em. Đó, đó là cái mà mình muốn cập nhật. Ba cái đầu tiên là về cái việc đầu tiên là việc xây dựng cái multiverse trên gameplay, trên game, trên cái con game Herofy này sẽ có rất nhiều game gọi là game vệ tinh xung quanh con Herofy đó anh em. Phải dùng token Rofy, sẽ là token duy nhất trong cái hệ gọi là hệ sinh thái này, hệ sinh thái của Rofy, Herofy. Và cái tổng token Rofy á, mình tổng hợp lại nha. Và token Rofy á sẽ là được token trả thưởng ở trong game, và mỗi ngày như vậy nó sẽ sinh ra 288.000 token, và tùy thuộc vào cái gọi là cái sao của nhân vật cũng như là những nhiệm vụ hàng ngày anh em đạt được thì anh em mới có được rằng là những cái đồng thưởng tương ứng với anh em. Hồi nãy mình đã giải thích cho anh em rồi. Và những anh em á, sở hữu những con Zenith Hero á, sẽ được mua public sale cái con Rofi này trước khi mà lên sàn. Thì mua ở giá public sale á, thì nó rẻ hơn là chắc chắn rồi. Cái giá nó sẽ thấp hơn so với lên sàn rất nhiều. Đó, thì anh em có thể là dùng những cái đồng, thứ nhất anh em có thể dùng Rofi này để tiếp tục chơi game, hoặc là anh em có thể là bán khi mà nó bắt đầu lên sàn, niêm yết trên sàn thì chúng ta có thể là giao dịch được rồi anh em à. Đó, đó là những cái mà mình muốn cập nhật cho anh em trong thời gian sắp tới. Vậy thì cái con HeroS á, trong thời gian vừa rồi cập nhật thị trường ngày 13 tháng 10 với anh em nha. Thì đây là cái gọi là cái chat của nó. Thì anh em có thể thấy nha. Thời gian vừa rồi á, nếu mà anh em có thể để ý á, đã có một khoảng thời gian đi xuống 0.1 anh em. Mình thì mua ở giờ ở giá, mình thì bản thân của mình nó mua ở giá 0.4446 này, 4546 này. Đấy, khoảng ở đây nè. Đó, thì mình DCI dần dần về. Anh em nhớ nha, khi mà một con game nó cũng vậy. Cái này là mình cá chia sẻ với anh em luôn. Mình thấy là cái giá này cũng khá phù hợp rồi. Nó cũng đã khoảng x10 từ cái việc mà bán giá IDO. Cái việc này là việc tùy vào cái việc phân bổ vốn của anh em nữa. Mình mua ở đây xong mình lại đi xa dần dần. Đấy, khoảng ở mình mua ở đây khoảng 20% thôi, còn 80% lại là để DCI nếu mà nó có vấn đề gì. Đấy thì mình vào thêm thì tới thời điểm này mình đã hồi về lại vốn rồi và nó đã lãi ra rồi anh em à. Đấy, mình đã lãi ra rồi anh em. Nên anh em hãy để ý việc DCI nha. Thì cập nhật thị trường ngày 13 vừa rồi á, thì trước khi có cái tin này nè, thì giá của Herofy nằm ở khoảng 0.20 đến 23 rồi. Đó, nó cập nhật như vậy nè, nó cứ dập dìu ở đây thôi nè. Nhưng khi mà có cái tin này lên rồi anh em, thì có một cái tin về cái việc dự án này xây dựng như vậy đó, thì anh em có thể thấy nè, nó đã liên tục chạm cái ngưỡng là 0.32, có thời điểm nó lên 0.34 anh em, có sắp tới 0.34, 0.32 nè, đã đụng ở đây khoảng 3-4 lần rồi. Đấy, thì giá hiện tại đang là 0.3, thì mình vẫn còn đang giữ cái con HeroS này và mình mong rằng thời gian sắp tới nó cũng sẽ bay lên và mình sẽ có một cái target riêng cho bản thân của mình. Và anh em hãy nhớ nha, đây không phải là anh em đừng có FOMO, vì á, bản thân của mình á, chia sẻ ở đây á, là chia sẻ góc nhìn của bản thân của mình và chia sẻ cách mình đầu tư, và mong rằng á, những cái video mình làm ra và những cái thông tin mà đội ngũ bên Megaming á chia sẻ cho anh em á, thì giúp anh em có được một góc nhìn, một cách chơi, một cái cách để đầu tư tốt hơn, và mong rằng anh em sẽ hãy coi nó như là một thông tin thôi, không phải là lời khuyên đầu tư cho anh em nha. Thì hiện tại á, anh nói là thấy là cái giá hiện tại thị trường á, thì nó đang, trước khi mà có cái tin, hai cái tin như vậy á, thì giá cũng đâu đó nằm ở 0.21 đến 0.27 thôi anh em. Ngày 11 vẫn còn như vậy mà. Và 2-3 ngày nay bắt đầu nó có dấu hiệu lên. Và mình cũng thật sự là cái khoản đầu tư của mình vẫn còn giữ và mình chưa bán một đồng token nào. Ok. Rồi. Đó là bốn cái điều mà hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em.
là cái góc nhìn của mình trong thời gian sắp tới, cập nhật thị trường mới nhất về con game Hero 5 này với anh em, những cái cập nhật mới, những cái dự kiến sắp tới của game Hero 5 sẽ là như thế nào, và mình cùng chờ đợi xem. Còn thật sự để mà dự án nó còn phát triển nữa, mình cũng phải chờ đợi và mình quan sát thử là tụi dev làm việc như thế nào, và tùy thuộc vào tình huống mà mình gọi là có một cách xoay sở riêng đó, mua thêm hoặc bán ra là tùy vào cái thông tin nữa anh em à. Đấy rồi, rất cảm ơn anh em nha, và video đến đây coi như là đã xong rồi, đã kết thúc rồi, và anh em hãy nhớ khi mà xem video này hãy cho Benben Gaming một like, một subscribe kênh YouTube của Benben Gaming nha, và hãy nhớ join vào cái group Facebook này của Benben Gaming nè anh em. Đây là Benben Gaming, cộng đồng chơi game kiếm tiền tại Việt Nam. Anh em hãy join vào nha, group cũng đạt được 16.000 rồi, và mong rằng cuối tháng này sẽ đạt được 20.000 thành viên nha anh em. Và anh em hãy nhớ khi mà join vào group của Facebook rồi, anh em hãy nhớ join vào cái channel Telegram của Benben Gaming nữa, vì đây là kênh cập nhật thông tin nhanh nhất với anh em đó, và group chat nữa, và mỗi ngày như vậy anh em Benben Gaming sẽ cập nhật thông tin cho anh em. Đấy rồi, rất cảm ơn anh em, và hãy nhớ cho Benben Gaming một like, một subscribe kênh YouTube nhé, và hãy nhớ join vào những cái Benben Gaming sẽ để dưới phần mô tả, anh em hãy join vào cộng đồng của Benben Gaming đó. Rồi, cảm ơn anh em, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.